Cái slide này là mình slide này là lấy từ Đại học Oxford Stanford này. Thì bắt đầu với lại GNN thì như người biết thì GNN còn gọi là Grab đấy, tức là đồ thị. Grab ở đây tức là đồ thị. Thì đồ thị tức là sao? Tức là ta hiểu đơn giản là dữ liệu, à mọi người nghe gì không? Ok, được không? Có. Dữ liệu trong thực tế nó không chỉ đơn giản là ở dạng ảnh hay là dạng ngôn ngữ. Ví dụ như là bình thường là mình hay quen với kiểu là xử lý ảnh, thì nó sẽ là cái dữ liệu của nó rất đơn giản, nó sẽ đơn giản là nằm trong cái kiểu Euclid, tức là một mặt phẳng gồm có nhiều các cái vector RGB khác nhau, hoặc là ở trong ngôn ngữ chẳng hạn thì nó cũng chuyển ra dạng vector theo dạng Euclid được. Nhưng mà trong thực tế thì data của nó phức tạp hơn như thế. Ví dụ như là mối quan hệ giữa mọi người trong cùng một mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là đây social network này, hoặc là mối quan hệ giữa các cái tập tin trong cùng một cái folder đấy, và còn nhiều nhiều những cái dữ kiện như thế. Và các cái dữ kiện này thì là rất phổ biến trong thực tế, bởi vì là các cái dữ kiện không độc lập với nhau và nó có tính liên kết với nhau, và người ta tổng quát hóa nó thành một dạng gọi là đồ thị. Và đấy, từ đấy thì họ phải sinh ra một cái dạng học sâu để nó có thể giải quyết được các vấn đề về đồ thị này. Thì đây đây là các cái ứng dụng của nó. Thì nó có thể làm được những cái ứng dụng như là phân loại. Ví dụ như là nó cho một cái đồ thị chẳng hạn, xong rồi nó sẽ bắt là phân loại hai cái dạng người trong cùng một cái đồ thị này chẳng hạn, hoặc là hai cái, hoặc là những cái ví dụ về recommendation system ấy, tức là hệ thống khuyến nghị. Thì nó cũng sẽ phân loại các cái nhóm người khác nhau ở từng độ tuổi này, từng cái hành vi khác nhau, nhiều kiểu. Thì đấy là về cơ bản về khái niệm của Grab. Đây là các cái khái niệm cơ bản của Grab. Đây là ví dụ như đây, hệ thống khuyến nghị này. Ở đây đấy là chung của Grab. Và bắt đầu đi vào cái phần chi tiết của nó. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là vậy thì cái dữ liệu đấy sẽ được biểu diễn và được thể hiện như thế nào ở trong mạng Deep Learning. Bởi vì là tăng có sau cái chữ Grab nó có Neural Network, tức là nó đã liên quan đến đến mạng học sâu. Và giờ ta phải hiểu là tại sao người ta lại gọi nó với cái tên là mạng học sâu đồ thị. Thì trước hết mình sẽ lấy một vài cái ví dụ. Đây ví dụ như là bắt đầu đi vào phần đầu tiên. Thì như đã biết đấy, thì nếu như mà mọi người hay tìm hiểu thì mọi người có thể thấy là mạng học sâu thì bình thường nó sẽ biểu diễn ở dưới dạng là các cái nốt. Các cái nốt đây này. Viết được rồi. Thì nó sẽ biểu diễn dạng các cái nốt. Thì đấy là vấn đề. Ví dụ như ở trong cái xử lý ảnh chẳng hạn, thì nó ấn là vào một cái bút đấy, ấn vào cái bút thì nó viết được mà. Không phải ấn okay, vào cái bút trong slide ấy. Bút trong slide. Bên dưới. Đó. Biết đâu? Đây, không nhìn thấy nó viết được đây. À, đây đây đây. Ồ, nhưng mà nó cứ hơi. Mình đang dùng cái bút của cái kia nhưng mà nó hơi khó viết. Thì thôi viết bằng bút, viết bằng chuột cũng được. Thì ở đây ví dụ như là bình thường nhá, mạng học sâu bình thường mà ta biết đúng không, là nó là như thế này này, nó là dạng ảnh như thế này. Ví dụ như một bức ảnh chẳng hạn, thì nó sẽ có rất nhiều những cái pixel như thế này, và sau đó thì đi qua các cái lớp mạng, nó được fully connected ra, và sau đó thì nó đi qua các cái hàm, các cái activation function để nó đưa ra các cái nốt kiểu này. Vậy thì đấy là bản chất chung của Neural Network, tức là đi qua rất nhiều những cái lớp layer và sẽ đưa ra một kết luận cuối cùng nào đó ở đây. Thì ở trong cái mạng đồ thị này nó cũng có thể làm được như vậy. Nhưng mà vấn đề là bây giờ dữ liệu của nó không phải nằm ở dạng là... Cái bút này. Dữ liệu của nó không phải nằm ở cái dạng là kiểu vector như thế này. Nó không phải là Euclid. Nó không phải là dạng Euclid như thế này. Thì người ta đặt ra một cái... bút bay mà. Thì người ta đặt ra một cái vấn đề là vậy làm thế nào để cái mạng, để cái graph, tức là cái đồ thị dạng như thế này, dạng nối các nốt với nhau như này, nó có thể biểu diễn được ở dưới dạng neural network. Thế nên là vấn đề đầu tiên mà họ đặt ra ở đây đấy chính là nốt embedding, tức là chuyển các cái nốt từ dạng đồ thị chứa những cái, tưởng tượng nhé, ví dụ một cái nốt này sẽ là một cái vector dữ liệu như thế này, trong đó thì biểu diễn ví dụ như là một nốt này một người chẳng hạn, ví dụ như Huy chẳng hạn, thì sẽ biểu diễn là tên này, tuổi này, ngày tháng năm sinh, học lực các thứ. Đấy đấy là một nốt. Và bây giờ
Và các cái nốt này nó có liên hệ với nhau, ví dụ như là các cái bạn trong cùng một cái nhóm này chẳng hạn. Đấy, và bây giờ họ phải có một cái vấn đề là họ đặt ra là họ phải làm cách nào để biểu diễn những cái thông tin chứa trong các nốt và các mối liên hệ giữa các nốt này ra một cái vector. Vector để họ có thể đưa vào được những cái mạng neuron để tính toán. Thì đấy là vấn đề đầu tiên của họ. Thì có một cái khó ở đây là nó không giống như là các cái ảnh bình thường, ví dụ như là một cái bức ảnh thông thường chẳng hạn. Thì ta có thể hiểu đơn giản, ví dụ như một cái bức ảnh thông thường như thế này. Đây, một cái bức ảnh như thế này. Thì ta chỉ cần đơn giản là chuyển nó từ dạng ảnh về dạng pixel như thế này là được. Và các cái dữ liệu nó được đặt ở trên đây nó không có gì thay đổi cả. Nhưng mà trong đồ thị thì các cái dữ liệu nó có tính liên kết với nhau. Đó, các cái đồ thị nó có tính liên kết với nhau. Nên là khi ta sẽ gặp một cái khó khăn là khi ta chuyển từ một cái dạng dữ liệu ở bậc cao, tức là n chiều ấy, về cái dạng dữ liệu có số chiều thấp hơn. Cụ thể ở đây có thể là một một cái ma trận như thế này chẳng hạn. Thì cái vấn đề nằm ở đây là các cái tính chất của nó sẽ bị thay đổi. Ví dụ như là vốn dĩ trong đồ thị thì hai con này có thể là cùng là hàng xóm của nhau chẳng hạn, hoặc là những con này nó có mối liên hệ với nhau như thế này. Nhưng mà khi mà ta chuyển đơn thuần, nếu như mà ta chỉ đơn giản là ném các cái vector như thế này và vào thành những cái ma trận như thế này thì nó sẽ mất đi tính chất của nó, là tính những cái tính tương đồng giữa các cái nốt này với nhau này, hoặc là ví dụ như nốt này ở xa nốt này nhưng khi ta chuyển về dạng là những cái chiều thấp hơn chẳng hạn thì nó có thể gây đến những sai lệch trong thông tin. Và vì vậy nên là họ mới đặt ra một cái vấn đề đầu tiên, đấy chính là về nốt embedding. Thì trước đây họ đã có một vài cái nghiên cứu về nốt embedding cơ bản. Thực ra những cái vấn đề, cái phần nốt embedding đấy thì mình sẽ không nhắc quá nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì là ở đây, đây họ có nói về cái dạng là tương đồng đây, tức là họ chuyển từ chiều bậc cao xuống chiều bậc thấp hơn và họ cố gắng để giữ cái điểm tương đồng của các cái nốt này. Thì họ có nghĩ ra vài cách. Ở đây có vài cách cụ thể, thuật toán cụ thể như là random walk, tức là đi ngẫu nhiên này, hoặc là một số cái như là random walk này, hoặc là một số cái dạng như là urgency space similarity. Thì những cái kiểu này nó trước đây nó khiến cho cái những cái đồ thị này ở rơi vào cái tình trạng bế tắc, tức là những cái này nó có thể ok đồng ý là nó có thể giúp họ chuyển từ những cái không gian bậc cao hơn về không gian bậc thấp hơn mà vẫn giữ được cái similar, nhưng mà nó không có tính linh hoạt. Ở đây nó chỉ cố gắng để giữ những cái similar giữa các nốt thôi, và nó và cái vấn đề đấy thì vô tình là làm mất đi những cái thuộc tính về mặt cạnh này, hoặc là những cái tính tác động khác nữa. Và nếu như mà các bạn nào muốn tìm hiểu thì có thể tí nữa mình sẽ gửi slide này để tìm hiểu về những cái thuật toán mà họ đã đề ra trước đây và điểm yếu của nó. Thì sau một cái thời gian mà họ bế tắc với đồ thị đây như thế này, họ họ nghĩ ra rất nhiều thuật toán nhưng mà nó đều không giải quyết được vấn đề. Và sau một thời gian dài mà họ bế tắc với các cái đồ thị này thì họ mới bắt đầu nghĩ ra một cách mới, dựa trên những cái kỹ thuật học sâu. Thì họ đã đưa ra một cái khái niệm mới, là cái khái niệm mà hôm nay mình sẽ trình bày, là tức là graph neural network, tức là mạng đồ thị học sâu, à mạng ở mạng đồ thị neuron. Thì mạng đồ thị neuron ở đây, với cái mức cơ bản nhất thì họ họ khẳng định rằng là có một cái, họ khẳng định rằng là họ giả định nhé, họ họ muốn xây dựng cái này thì trước hết là họ phải giả định này, họ giả định là các cái hàng xóm của nhau thì sẽ có tính chất giống nhau và những cái nút xa nhau thì sẽ đưa ra những cái tính chất hoàn toàn khác nhau, và từ đấy thì những cái số liệu sẽ dần dần tách rời nhau ra, sẽ xa nhau. Và đấy là cái ý tưởng cơ bản để hình thành nên được cái mạng đồ thị. Đây đây, đây là một cái giả định của họ này. Ví dụ như là ở đây là các nốt này, mọi người có thể nhìn thấy. Đây là gồm có A, B, C, D, E và F. Thì bây giờ họ họ muốn biểu diễn nốt A chẳng hạn. Thì bởi vì với cái giả định là các hàng xóm của nhau thì sẽ mang theo thuộc tính của nhau đúng không? Vậy nên là họ nhìn ở đây là nốt A này, hàng xóm kề với nó gần nhất tức là K bằng 1 ấy, có B, C và D. Họ biểu diễn A dưới dạng B, C và D. Xong họ lại nhìn là với một nốt, ví dụ như nốt B chẳng hạn, thì hàng xóm của nó là nốt A và nốt C, thì họ sẽ lại biểu diễn B dưới dạng nốt A và nốt C, C dưới dạng đây lần lượt như vậy. Và với các cái lớp, đây là các cái lớp, với các cái lớp này thì dần dần họ sẽ biểu diễn được một cái nốt A mới. Dựa trên cái dữ liệu đồ thị ban đầu thì họ sẽ biểu diễn là một cái nốt A mới ở trong một chiều không gian thấp hơn mà vẫn giữ được tính chất của cái nốt A đấy khi nó ở đồ thị ban đầu. Thì đấy đấy là cái ý tưởng của họ, và dựa vào ý tưởng đấy thì họ đã tạo nên một cái, đây nó giống y xì một cái mạng neuron ấy, nó cũng là có nhiều cái nốt như thế này xong rồi nó nối nối và đây đi qua các cái này là các cái activation function. Ở đây thì hình như là họ dùng sigmoid với lại ReLU.
thì họ đưa qua và họ tạo tạo nên những cái nốt mới như thế này, và cứ lần lượt như vậy để đưa ra thông tin. Thì ở đây cái công thức mà họ đưa ra ở đây là công thức này. Thực ra thì cái công thức này nó nhìn là thì nó sẽ hơi 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 khó hiểu một tí nữa, nhưng mà mình chưa giải thích qua về cơ chế hoạt động của nó. Đầu tiên là để mình nói qua về một số lý thuyết của đồ thị đã. Đồ thị có vài lý thuyết cơ bản như sau. Mọi người vẫn biết là V là đỉnh rồi đúng không? Vertical, và E là cạnh. Đó, V là đỉnh, E là cạnh. Ở đây họ sinh ra một số lý thuyết mới như là mặt trận A. Mặt trận A tức là sao? Ví dụ như là trong một cái đồ thị như thế này. Dụ như là trong một cái đồ thị như thế này. Đó, đây là A, B, C và D. A này, B này, C và D. Thì ma trận A tức là ma trận kề. Tức là cái ma trận này nó sẽ thể hiện cho mọi người thấy là các cái nút kề nhau như thế nào. Ví dụ như A gọi A là 0, B là 1, C là 2 và D là 3. Thì 0, 0 nó sẽ không kề con nào cả, bởi vì A không kề với chính nó. Xong rồi nó sẽ kề con A, nó kề với B, C, D thì nó sẽ là 1, 1, 1. Lần lượt như vậy thì B kề với A thì B là 1. Xong rồi 0, 0, 0. Đấy, C và D cũng lần lượt như vậy. C và D thì cũng là 1, 0, 0 và 0. Và cuối cùng là cũng như thế. Đấy là ma trận kề. Ma trận kề ở đây tức là thể hiện là ở giữa các cái nốt này nó sẽ kề với nhau. Nếu như kề với nhau thì ta đặt nó là 1. Còn nếu như không kề với nhau thì ta đặt nó là 0. Thì đấy là về tính chất của ma trận kề. Và từ cái ma trận kề này thì họ sinh ra, họ có một cái ma trận khác mà họ muốn thể hiện đây, tức là ma trận thuộc tính feature vector. Thì cái ma trận thuộc tính này như mình đã nói từ đầu ấy, là mỗi một cái nốt này nó mang theo n thuộc tính, n feature. Dụ như là ở đây mỗi con mang theo hai thuộc tính chẳng hạn, thì chúng ta có thể viết thành một cái ma trận như thế này. Ví dụ đây là hai thuộc tính là xa ia, xb ib, xc id và xd id. Đó, và người ta gọi cái ma trận này là ma trận X. X to. Thì bây giờ họ họ muốn tổng hợp thông tin đúng không? Vừa rồi ý tưởng của mình là các hàng xóm gần nhau thì sẽ có cái tính tương đồng với nhau. Vậy là bây giờ là họ nghĩ là vậy thì muốn tạo ra cái công thức đấy thì họ phải dựa trên cái ma trận kề và ma trận thuộc tính, tức là những con nào kề với nhau thì thuộc tính của chúng sẽ có tính chất tổng hợp với nhau. Đó là lý do tại sao họ đưa ra công thức là A nhân cho X. A nhân cho X. Và A nhân cho X ở đây được biểu diễn thành cái này. Đó. Đấy, được biểu diễn thành tổng của U thuộc, U này là gì? U này là các cái điểm thuộc cái hàng xóm của V. Đây, ví dụ họ đang biểu diễn một cái nút là nút V chẳng hạn. Họ muốn biểu diễn một cái nút V qua một cái lớp mới thì họ sẽ tổng của tất cả những cái hàng xóm của V đấy. Trong đó thì mỗi một con này là con nút trước chia cho giá trị, chia cho trung bình của tất cả các cái số hàng xóm mà nó có được, thì nó chính là công thức của A nhân X. Và một cái nữa là tại sao họ lại có cái có chính đây đây là đây là đây là nếu như mọi người nhìn thấy thì đây nó sẽ biết ở đây là cái V của lớp trước. Thì tức là sao, họ còn một cái giả định khác nữa là cái nút đấy ngoài việc là ảnh hưởng với các hàng xóm của nó thì còn ảnh hưởng với chính nó nữa. Ví dụ như là bạn là một người như thế này thì phụ thuộc vào việc là các cái bạn học xung quanh bạn như thế nào, và còn phụ thuộc vào chính bạn là người như thế nào nữa. Đó là lý do tại sao mà nó lại còn cộng thêm được là bản thân của chính nó ở lớp trước nữa, và nó nhân thêm một cái góc b à một cái siêu tham số là bk. Thì cái này là để tạo độ lệch cho cái lớp trước của nó thôi, cho cái nút trước của nó thôi. Và sau đó thì nó nhân với lại omega. Omega đây là trọng số để trong nữa ta sẽ tối ưu hóa nó thông qua các cái hàm mất mát. Và họ đưa cuối cùng là họ đưa hết cái đống này, họ đưa hết cái đống nút này qua một cái hàm activation function, đấy chính là cái màu xám mình vừa vẽ ở trên đây này đấy. Và để cho nó không không hoàn toàn là tuyến tính ấy, thì họ sẽ đưa ra được một cái thông tin của nút mới. Đó, chính là như thế này, chính là nó sẽ như thế này này. Đây là ví dụ, đây là nút C, nút D, nút E và chính nút A đấy nữa, nút A trước tổng hợp hết lại với nhau ra một cái nút A mới. Và cái nút A này đi qua một cái hàm màu xám xám gọi là activation function, và sau đó thì đưa ra một cái thông tin mới ở đây. Đấy, có thể hiểu là về cơ bản là ý tưởng của nó là như vậy. HKV là cái gì đấy? Là cái đầu ra ấy hả?
Đúng rồi, HKV là đầu ra của nút mới đấy. Sigma là cái gì đấy? Là Ở hàm. cái này là một, nó là một hàm phi tuyến À, tính. cái bên trong là một biến đúng không? Đúng rồi, cái bên trong là đây là các cái nhóm của nó. Không, ý tôi là cả cái cụm cho giống ngoặc ấy. Cả cái này hả? Cả cái này thì là omega nhân cho cái x thôi. Vkk là cái gì đấy? Vkk. Vkk là trọng số. Một bài toán biết learning thì nó phải có omega chứ. Nó có omega để tí nó còn log function, nó còn tối ưu được đúng không? K là cái gì? K Em ở biết đây. đọc không ấy? Cái gì anh chung là gì ạ? Anh Trung bởi tiếng không kịp nghe gì cả. Không biết đọc Huy. K layer embedding của V kìa. Trời ơi, em đang hỏi khó thôi chứ thực ra em cũng biết rồi. Em hỏi để cho mọi người xem video, mọi người không biết, mọi người xem lại thôi. Đấy thì K Tại vì tức là đang lớp. tốt mà. Nhận đâu Lớp mọi người cũng K không đấy. biết đọc thì sao? K là ấy đúng không? Ừ, đúng rồi, là Vector lớp thứ K. lớp. Thì ý tưởng là lớp thứ K được tạo nên bởi hàng xóm của lớp thứ K trừ 1 cộng với lại chính nó của lớp thứ K trừ 1. Tất nhiên là ở đây nó sẽ thêm các cái hyper parameter nữa, BK với lại omega K để tăng tính linh hoạt cho mô hình, cũng để tối ưu hóa. Đó, và sau đó thì cứ lần lượt như vậy thì nó sẽ tìm ra được các cái nốt ở phía sau. Và cái việc biểu diễn như thế này này, nó đôi khi nó sẽ phức tạp hơn ở trong cái xử lý ảnh hay là xử lý ngôn ngữ hoặc là xử lý tín hiệu, bởi vì là cái vấn đề của bọn đồ thị, tức là ví dụ ban đầu đồ thị như này đúng không, nhưng mà sau khi đi qua những cái hàm này này thì đồ thị nó có thể sinh ra những nốt mới hoặc là thậm chí là sinh ra những cái mối quan hệ mới giữa những cái này, nó gọi là unseen data, tức là những cái data mà mình không nhìn thấy được ban đầu của nó phát sinh ra trong quá trình mình đưa qua các cái lớp deep learning ấy. Hiểu không? Tức là ví dụ như ở đây cái đồ thị đầu nó sẽ nói là đây là mình Hoàng này, quen biết với Huy này chẳng hạn, xong rồi Hoàng quen biết với lại một bạn khác chẳng hạn, ở đây Hoàng quen biết với Hậu chẳng hạn. Đấy, ví dụ đồ thị ban đầu thì như thế này, nhưng mà đi qua một cái mạng neuron của đồ thị thì nó sẽ tìm ra được là những cái mối quan hệ mới giữa hai, ví dụ như Huy với Hậu là bạn nhau chẳng hạn, hoặc nó sẽ sinh ra thêm một cái nốt mới ở đây, phụ thuộc vào cái việc là đi qua những cái hàm, như hàm activation function như thế nào, nó sẽ đưa ra cái nốt mới như vậy. Đấy là cái khó của nó. Vậy nên là về những án về phía sau ấy, nó sẽ tập trung vào việc là giải quyết những cái unseen data này, hoặc là nó sẽ giải quyết một số cái khía cạnh khác, nên là nó sinh ra các thuật toán phía sau, tí mình sẽ nói tiếp. Đây đây là ở đấy. BK là cái gì đấy hả? BK là, thực ra nó BK nó là, nó gọi BK là một cái tham số lệch, tức là thực ra thì mình cũng nghĩ là nó sẽ là cái kiểu mà để cho nó không hoàn toàn mang theo đặc sệt cái tính chất của cái con nốt trước ấy. Thì nó là một số. Nó là một số đúng rồi, nó là một ma trận thì đúng hơn, nó là một cái vector, không phải một số, một vector. Bài A đấy, BK chính là cái bài ớt trong cái phương trình y bằng ax cộng b ấy. Đấy cũng là một cái tham số về sau cho nó học ấy. Đấy 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 đấy, chứng tỏ là Hoàng đọc chưa kỹ rồi. Đâu, đúng rồi. Thật ra là cả cái phương trình này ấy, thì cả cái phương trình này nó sẽ là cái phương trình y bằng ax cộng b. Thì ở đây ấy, cái a và b chính là cái v kép với là cái b ấy. Cột x sẽ là cái trường hợp mà tổng sigma kia, còn ở đây thì nó sẽ khác biệt một cái so với phương trình tuyến tính kia, là nó có thêm cái trạng thái của phía trước của nó là h v k trừ một, cũng là trạng thái của nốt từ v tại thử của cái layer từ k trừ một. Đấy là tính chất của nó. Ok ok, hiểu rồi, hiểu một tí. Tiếp tục đi bạn ơi. Mình đang chuyển xuống. Thì đấy, cái này mình vừa nói rồi, tức là đi qua các cái activation function thì nó đưa ra các cái nốt mới. Ở đây nó như này. Đây là nó lý giải lại cái mình vừa nói. Đây, còn ví dụ như các cái log function của nó thì thực ra là các cái log function của nó sẽ tùy thuộc vào ví dụ như unsupervised log này, tức là những cái hàm mất mát của cái những cái thuật toán học không giám sát, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái việc là bạn đang tức là ở đây ở cái phần trước thực ra có cái phần random walk các thứ, nó còn nói về log function đấy, nó sẽ dựa trên cái việc là cái sự đồng nhất của cái mô hình của cái graph sau khi đã được chuyển hóa nốt embedding ấy, sang một cái không gian thấp hơn, chiều không gian thấp hơn,
so với lại cái tính đồng nhất lúc ban đầu khi mà nó chưa chuyển hóa, thì nó sẽ dựa so sánh giữa hai cái đấy để nó dần dần tối ưu. Đấy là của những cái unsupervisor loss function. Còn supervisor loss function thì đơn giản thôi, supervisor loss function thì nó cũng giống như y như con khác thôi, nó sẽ đi những cái hàm mất mát của nó sẽ là soft mark với sigmoid chẳng hạn, như những bài classification kiểu vậy, thì nó là như vậy. Đấy là loss function của nó. Đây đây là nó đang nói là human hay bot. Đây ví dụ đây là một loss function của một bài toán học có giám sát này, thì đây đây thì cái này thì quen thuộc rồi đúng không, y nhân log của y cộng với lại một trừ đi y nhân log của trừ y. Và dựa trên những cái log function này thì nó sẽ tối ưu được là omega cũng như là b. Sang phần tiếp theo thì ở đây nó overview lại về cái việc là nó hoạt động như thế nào. Một chút sang đến sang đến phần tiếp theo này, graph convolution network này, thì cái này nó sẽ phức tạp hơn một tí. Cái này nó sẽ giống một cái mọi người đã từng học ấy, tức là cái CNN ấy, mạng tích chập CNN. Nó sẽ giống một cái là mạng tích chập CNN. Thì ở đây tí mình sẽ nói rõ hơn là về tại sao nó lại gọi là tích chập. Xung bút nó đi khó thế. Tí mình sẽ nói ở đây là tại sao nó lại gọi là tích chập. Thì thực ra là cái này nếu như mọi người đọc về paper của nó ấy, thì cái lý thuyết để sinh ra cái này nó khá là phức tạp. Nó thực ra không biết phức tạp đúng không, nhưng mà tùy thuộc cách mọi người học những cái môn trước đây. Nó sẽ dựa trên cái ý tưởng của cái việc xử lý tín hiệu. Nếu như mọi người học môn xử lý tín hiệu rồi thì mọi người có thể nhớ là có một bài công thức ấy mà nó sử dụng Fourier ấy. Sử dụng tích các Fourier ấy để nó truyền thông tin ấy, để nó biến cái từ dạng là dạng những cái thông tin ấy, nó biến thông tin thành các cái giải tần số. Và nó dựa trên vào cái bọn thông tin thành giải tần số, nó dựa trên các cái nguyên tắc về việc là chồng chập các cái thông tin vào với nhau. Thì thực ra là nếu như mà lý giải theo cách đấy thì nó sẽ đúng bản chất của paper hơn, còn nếu không thì mình sẽ lý giải theo cách của CNN, tức là cách của các cái ảnh thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì ví dụ như là CNN này, thì ví dụ mọi người nhìn đây nhá, CNN nó sẽ là gồm các rất nhiều những cái ma trận như thế này, nó RGB như thế này, kiểu như vậy. Thì ở CNN có phải nó rất dễ nhìn không, bởi vì nó là không gian có rất là ít chiều. Ở đây là không gian hai chiều, nếu như là ánh sáng và ba chiều là ánh màu. Thì cái CNN ấy nó nói cho mọi người biết là mọi người chỉ cần đi qua một cái filter là omega, và lần lượt trượt cái cửa sổ đấy, nó gọi là sliding window, thì nó trượt cửa sổ đấy và nó chập các cái pixel xung quanh một cái điểm, trở thành một cái điểm mới mang thông tin, là thông tin tổng hợp từ những cái pixel xung quanh đấy, và từ đấy thì truyền cái thông tin này đi qua các cái mạng neuron để tính. Thì cái bọn này nó cũng chồng chập, nhưng mà nó không chồng chập ở trên không gian hai chiều, nên là mọi người sẽ bị khó hiểu một chút ở cái đoạn là nó chồng chập ở chỗ nào. Thì cũng lấy ý tưởng từ cả giải tần số về CNN ở ảnh kia, thì nó đưa ra công thức như thế này. Thì mình sẽ lý giải công thức này một chút. Thực ra là bản thân của công thức này ban đầu thì nó diễn giải được kiểu khác, nhưng mà đây thì nó tổng hợp thành công thức luôn cho mình nhìn. Đó, thì bắt đầu với lại một cái lý thuyết là về ma trận Laplacian gì đó, đại khái là tên tiếng Anh là nó ký hiệu là L. Thì mình sẽ mở lại paper để cho mọi người nhìn nó dễ nhìn hơn. Làm sao để kéo cái này xuống bây giờ? Đây, ok. Để chút. Đây. Đây thì đây là lý thuyết về các cái giải tần số của nó, và đây là công thức Fourier. Các công thức Fourier này thì
diễn giải cho ta thấy là cách mà nó chuyển từ tần chuyển từ thông tin về các giải tần số, và sau đó thì nó dựa trên cái công thức của con đấy để nó đưa ra công thức của CN. Thì đây, thì sau khi nó từ công thức đấy và nó thông qua cái việc là dựa vào sự tương đồng giữa các cái graph, thông tin của graph với thông tin của các giải tần số, thì nó đưa ra một công thức như thế này. Thì công thức này nó thông qua một số cái bước xử lý khác, như là đưa các cái con tham, đây là các con weight của nó ấy, về thành một con weight nhất định. Thì đây mọi người đọc ở đây thì nó sẽ đưa ra công thức này, và đây là công thức tổng quát, đây là công thức tổng quát ban đầu ấy. Để tí nó công thức đấy nó biến thành công thức trong slide này này. Thì ở đây nó có vài cái lý thuyết mà mọi người có thể xem xét. Đây ví dụ như là lý thuyết về A vừa rồi mình nhắc rồi đấy. A ở đây là gì? A đây là một ma trận kề, đúng không? Ma trận kề cạnh ấy, tức là nó sẽ biểu thị cho ta thấy là các cái nốt thì nó liên hệ với nhau như thế nào. Cũng như 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ở đây là 0, kiểu như thế này. Đấy, và cái giờ ấy, nó muốn trồng chậm được các cái này ấy, thì nó cũng phải đi qua một con omega, đúng không? Như con CNN ấy, thì nó cũng là omega nhân cho với lại các cái thông tin của các cái slide, các cái pixel nó muốn chậm vào ấy. Thì bây giờ con này nó cũng là một cái omega, nhưng mà nó không có cái này ban đầu, nó không có các cái pixel ban đầu như vậy. Vậy nên là nó lại dựa trên ý tưởng của cái con GNN ban đầu ấy, đấy chính là A nhân H. Thì với cái việc A nhân H ấy, thì nó sẽ đưa ra được một cái ma trận thuộc tính giống với lại các cái ma trận của điểm ảnh để nó nhân với omega. Đấy, và ở đây nó diễn giải ra công thức như thế này. Thực ra là này, cái này này nhân với x ấy. Cái x vừa rồi mình nói chính là H đấy. H nhân A đây chính là công thức của H nhân A. Còn hai con D này tức là sao? Hai con D này ở biểu diễn đây, mọi người có thể hiểu là cái việc mà nó lấy H nhân với A này. H ở đây là ma trận, là các ma trận thuộc tính, đúng không? A là ma trận kề. Việc nó nhân như này này, nó vô tình làm một cái điều, đấy chính là nó đẩy các cái phía trở này ở dần xa nhau ra. Tưởng tượng giống như kiểu là một cái phía trở mà ví dụ một cái nút chẳng hạn, xong 5-6 cái nút này này. Đó, một cái nút mà có ba con này ảnh hưởng tới nó. Thì sau các quá trình liên tục chập vào ấy, thì những cái con này này, các cái phía trở của nó sẽ dần nở lên rất là lớn. Trong khi những cái con mà có ít liên kết ấy, thì các cái phía trở của nó cần dần trở nên nhỏ hơn. Đó. Và nếu như để cái tình trạng nó xảy ra tiếp, thì sau một quá trình backpropagation ấy, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là vanishing gradient, tức là các cái omega dần cập nhật bị nhỏ đi, hoặc là exploding, tức là các cái omega dần trở nên lớn hơn. Và cái việc đấy thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình tính toán cũng như là độ chính xác của nó. Vậy nên là nó nghĩ ra một cách là bây giờ nó phải tìm cách để mà có thể chuẩn hóa được những cái con, chuẩn hóa được con A nhân X này, A nhân H này. Thì nó chuẩn hóa bằng cách nào? Nó thấy là nó có một cái ma trận là ma trận D. Ở đây nó hơi nhiều những cái kiến thức mới một tí nhưng mà chưa đọc qua. Ma trận D ở đây là ma trận bậc. Ma trận bậc thể hiện cái gì? Ví dụ như ở đây là đồ thị như thế này. A, B, C, D, đây là A, đây là B, đây là C, và đây là D. Thì ta có thể thấy đây, A có 3 bậc, tức là có 3 con liên kết với nhau. Thì nó sẽ đặt con A ở đây là 3, 0, 0. Lần lượt con B có 1, đúng không? Đấy, thì đây là A, 0, 0. Con B có 1 thì nó sẽ đặt là 1. C có 1, nó sẽ đặt là 1. D có 1, nó cũng sẽ đặt là 1. Đó, đây là một ma trận bậc, tức là một ma trận chéo. Với cái dạ, với các cái điểm ở trên đường chéo chính là thể hiện số bậc của cái nút mà nó đang biểu diễn ấy. Đó. Và cái D này nó sẽ giúp cho bản thân các cái con H nhân A này nó tránh được cái tình trạng là bị đẩy xa nhau ra quá, và nó sẽ phân phối lại được các cái thuộc tính đấy để cho kiểu nó tức là nó không bị tranh nhau quá nhiều ấy, sau các layer nó không bị tranh nhau quá nhiều ấy. Và thế là nó đã nghĩ ra một cách là lấy A nhân H này chia cho D. Chia cho D ở đây tức là sao? Chia cho D ở đây tức là D mũ trừ 1, đúng không? D mũ trừ 1 thì lại tách ra thành là D mũ trừ 1 phần 2 nhân D mũ trừ 1 phần 2 nhân A nhân H. H ở đây chính là X. Đó, và nó ra công thức này. Sau đó tất nhiên nó phải nhân với omega bên ngoài rồi. Omega thì từ nãy giờ vẫn có. Đó. Và nó ra được công thức như bây giờ. Đúng không?
vãi được. Đó, và cái công thức đấy chính là bản chất của công thức ở bên trong này. Đây, đây là công thức ở tổng quát bên ngoài này, và sau đó thì nó tổng quát hóa và nó đưa thành công thức mà mình có thể hiểu được, tức là công thức bên trong này đó. Đấy, đây chính là công thức mà sau khi nó tổng quát hóa. À, còn một cái nữa chưa nhắc quên mất, có một cái nữa ở đây. Ngoài cái việc là h này chia cho nu tổng này và nhân omega, thì bọn này chính là cái bọn vừa rồi mình gặp rồi đúng không? Cái bọn vừa rồi là omega nhân cho a nhân cho x nhân cho a này nhân cho x này nhân cho d mũ trừ một rồi đúng không? Nó có một cái nữa ở đây là cái nv này, là cái đặc biệt này. Tức là sao? Tức là như mình nói lúc đầu ấy, là các cái nốt ấy, ngoài cái việc là chịu ảnh hưởng từ những hàng xóm thì nó còn phải chịu ảnh hưởng từ chính nó nữa. Vậy nên là nó đưa ra một cái ý tưởng là nếu như ban đầu nhá, nếu như A ban đầu này, A hồi xưa nó sẽ là như thế này, nó sẽ là ma trận kề đúng không? Ma trận kề thì chính nó không bao giờ liên kết với chính nó, cả lên lúc nào đặt là không chẳng hạn. 1 1 0 0 0 0 đấy, kiểu như thế này. Thì có phải là nó không ở đây khi mà nó nhân với H đúng không? H là ma trận thuộc tính của các cái nốt trên cái đồ thị đấy, nó sẽ không thể nhân với chính nó được, nó sẽ tổng hợp của các nốt khác nhưng nó không tổng hợp của chính nó, bởi vì nó tự chặn chính nó đây rồi. Và lúc này người ta nghĩ ra một ý tưởng, đấy chính là cộng A này với một ma trận đường chéo, ma trận đơn vị y là ma trận đơn vị. Ma trận đơn vị ở đây tức là một ma trận mà nó sẽ có cái dạng như thế này, không đấy, nó cộng với chính nó, thì có phải bây giờ chính nó liên kết với nó không? Đó, và sau cái con A mới này khi nó nhân với H thì lúc này nó đã tổng hợp cả thông tin của chính nốt đấy cộng cái thông tin của những hàng xóm. Và đó là lý do tại sao mà ở bên dưới này nó lại chia cho cả chính nó nữa. Đấy, đây chính là cái việc chia cho cả chính nó. Đấy, đây là nói về bản chất của cái GCN này. Thì mọi người còn cái thắc mắc gì nữa không? Chắc là nói hơi khó hiểu một tí, bởi vì nó nhiều cái lý thuyết mới. Không hiểu thì hỏi đi. Không biết hỏi cái gì. Bởi vì nó lắm các cái đoạn đồ thị mới nên nó sẽ bị khó hiểu đằng sau. Nhưng mà cái này chỉ ví dụ trong cái gì chị ứng dụng vào không? Mạng xã hội này, ví dụ như tìm mày cách. lại từ đâu ra đấy Vy? Với cho trả lời đấy, em không phải trả lời nhá. Không, ví dụ như là mạng xã hội tìm mối quan hệ giữa các người trong mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là nhưng mà mạng xã hội nói từ nãy đến giờ rồi có cái gì mới không? Hệ thống action recognition. Cái gì ạ? Action recognition, hành động à? Ừ, trong cái bài toán nhận dạng hành động ấy thì có hai cái phương án người ta thiết kế để xây dựng hiện tại ấy. Thì một là người ta sẽ sử dụng thêm cái gọi là ship dựa lên video ấy. Là để nhận dạng hành động thì người ta nhận dạng hành động từ cái video RGB luôn, thì người ta sẽ sử dụng là gọi là convolution 3D. Thì phương án này thì hiệu năng khá tốt, capture được cả về cái ngữ cảnh của hành động, capture được cả hành động bằng việc là thông tin từ các frame, còn ngữ cảnh thì bằng thông tin một frame. Tuy nhiên là phương pháp này thì thường thường nó sẽ rất là chậm, hiệu năng kém và khả năng real time thì gần như là không có, vì là muốn hoạt động hiệu quả thì các cái mạng rất là nặng mà, bởi vì nó chạy luôn với cả trực tiếp video, nên là phương án này thường thường chỉ để research và để gọi là tham gia các cái gọi là cái competition thôi, chứ ít khi được ứng dụng thực tế. Cái phương án thứ hai là đầu tiên là người ta sẽ mô hình hóa cái người trong cái video trong mỗi frame ấy thì sang một cái dạng gọi là dạng đồ thị. Thì người ta sử dụng cái khung xương ấy, cái bow ấy, chưa? Bằng việc là biểu diễn một người thành các cái key point, và các cái key point thì nó sẽ có gọi là có liên kết với nhau ấy. Ví dụ một người thì sẽ là biểu diễn dưới dạng là mô hình đơn giản là 18 key point, mô hình phức tạp hơn là 25 key point, hoặc là các mô hình riêng lẽ áp dụng cho chỉ tay hoặc chỉ cho bàn tay không ấy. Thì mỗi một frame ấy thì các cái
vocal voice sẽ được mỗi người sẽ có một cái biểu diễn mà một cái vocal voice như thế, và sau người ta kết hợp các cái sequence cái vocal lại, đúng chưa? Thì đấy là, và sau đó kết hợp lại thì để có thể mà gọi là classification được, hoặc là áp dụng bất cứ một cái domain nào khác ấy để nhận dạng hành động ấy, thì người ta phải sử dụng cái, cần có cái graph convolution network này thì người ta mới có khả năng mà nó hoạt động tốt được trên cái dữ liệu đấy. Thì đấy là ví dụ. Cái ví dụ tiếp theo là cho cái phần graph này là recommend system ở trên Tiki ấy. Trên cái Tiki hoặc Shopee, mọi người dùng cái trang thương mại điện tử ấy, là nó sẽ có một cái thuật toán là, thực ra là có thể là bọn ấy có thể không dùng đến graph đâu, thì nó có thể sử dụng một số các cái bộ lọc như là lọc tương quan hay các thứ đấy để recommend thôi, là khi mà mọi người search mua hàng một cái sản phẩm A ở đấy thì thường thường mọi người sẽ thấy các cái sản phẩm khuyến nghị nó đề xuất các cái sản phẩm là có liên quan đến cái hàng A đấy. Thì nó sẽ có hai cái phương án để lấy dữ liệu, một là nó dựa trên người dùng thì nó sẽ lưu trữ cái hành vi người dùng là em thường thường sẽ tìm kiếm cái sản phẩm A này và sau đấy em sẽ tìm kiếm một sản phẩm B, C, D nào đấy, hoặc là người A này mua sản phẩm này và thường thường sẽ mua kèm sản phẩm C ở đấy, thì nó sẽ từ đấy nó sẽ recommend lên, thì có thể có nhiều cách để xử lý về đấy, thì Grab sẽ là một trong những cái cách để nó xử lý trong cái tình huống đấy. Rồi, thỏa mãn chưa? Thực ra là mấy cái lý thuyết này nó hơi nhiều cái lý thuyết mới về đồ thị, nên là có gì mai mình sẽ đưa cái bảng ghi chép của mình, cái bảng đấy thì nó giải thích mình biết nó theo các cái luồng suy nghĩ này là nó sẽ dễ hơn là cái đống mình nói này. Mọi người ơi, ao ra vào lại nhá, còn được 2 phút nữa thôi. Ok.